Happy Halloween quý vị. Hôm nay là Bằng đang có mặt ở Vai quý vị. Chỗ này năm nào Bằng cũng đi hết. Grace. Hello. Wow, mới cài lại kìa. Con đi bên đây nè, xin vào đây. Máy cài nè. Cây này là cây gì ấn? Cây này cây gì? Cây bắp. Bạn đi theo mami nha. Wow, quá trời bông kinh rồi. Bông kinh cái ngón quá trời luôn. Cái gì? Witchet hả? Phải không? Này là gì? Là gì? Witchet. Ờ hả? Witchet kêu thì sao? Ok. Qua đây nâng. Chơi với em kìa. Đi lên bông kìa hả? Lại suốt ngày đi lên bông kìa. Trái này đừng nổi đâu con. Trái này đừng không nổi đâu chê. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Nổi không? Con coi đẹp không? Con cầm nhiều tay à? À hả? Không có rớt đâu con. Ok đi, qua mà mới đi. Yeah.
tặng hả? Đây. Ở ngoài đây nè. Quá trời đông luôn quý vị ơi. Ở đây vô cửa miễn phí quý vị. Chỉ có trả tiền parking thôi, 5 đồng quý vị. Và hôm nay là cái tuần cuối cùng của Halloween rồi, nên là hết tuần này là họ cũng dẹp rồi. Mỗi năm là bạn đi rất là sớm, nhưng mà năm nay thì do có công việc nên là đi trễ. Ồ, mấy trái pumpkin này nhỏ đẹp nè. Năm nay nó găng lại ha. Và mấy năm trước nó cho tràn ra ngoài luôn. Năm nay găng lại. Đi con. Ân ơi, qua đây nè. Không có cùng cái ngồi kìa. Chụp hình ha. Bây giờ bạn sẽ đưa quý vị đi một vòng cái công viên Halloween này nha quý vị. Hello. Ông muốn vẽ mặt không? Ông lấy cái pumpkin nha. Vẽ mặt cho con Halloween nha. Ông đi có lấy cái kẹp không chứ? Ồ, con gì nè Ân, con gì nè? Con rắn. Con rắn làm sao? Rắn làm sao làm ba con ơi? Hello. Sợ rắn không? Thương hả? Trời ơi. Chạy nó chạy đâu nữa rồi Ân? Chạy đâu rồi? Chạy đi đâu nữa Ân ơi? Sao con ngồi đó? Đi qua đây chạy. Qua đây. Ăn lên bằng đi đi. Cố. Nó có chịu ngồi im cho dễ không? Có chứ, phải ăn ở lớp mà. Ờ, hai ticket đó em. Đang mua hả? Ờ, đang mua nha. Ừ, đang mua đi. Ok. Mua bao nhiêu ticket đây? Mua vẽ cho nó thôi. Mua thêm. Mười cái. Nó bán 10 cái. Vậy anh đi ngoài mua nha. Ok, bây giờ đi mua ticket quý vị. Có cái đùi gà quý vị. Chút xíu qua lấy cho Ân cái kìa. Bé Ân đang trang điểm. Nice. Hello. Mèo, mèo. Wow. Yeah.
I want my face to be just green. Con thích ông ơi. Ôi. Con muốn vẽ con mèo. Con mèo màu hồng. Ờ, hỏi màu gì, có chọn màu hồng. Ê chà. Này ăn lớn rồi, ăn chịu ngồi im cho dễ rồi. Thôi im dễ đó, giỏi nha. Úi trời, úi trời. A little nose. Wow. Cute. Úi trời. Little twinkle. Meow. Có là con mèo đó hả? Meow. Meow meow. You say you want to see the mirror? Oh. Wow. Who is this? Who is this? Very cute. Meow meow. Meow meow. Okay, good. Thank you. Yeah. Thank you. Don't want anything little, like a little pumpkin for her. I'm bad, huh? Do you want a little one, super fast? Mm-hmm. Do you want to try or no? No. Maybe next time. Huh? No, next time. Because okay. See, you know, she's very active. We're open over here. We're open. I wonder how Annabelle will look when she does. Bên đây con, bên đây, bên đây, bên đây. Your face will be red and then white around your eye. Okay. Rồi, mèo. Con mèo, mèo ngồi đây coi, mèo ngồi đây coi coi. Mèo mèo. Con làm mèo coi, mèo đâu? Mèo mèo. Mèo mèo. Mèo mèo. Ok, mèo chụp hình với ba cái coi. Mèo vô chụp hình với ba nha. Thank you.